Ok, anh chào Đức nhá. Hôm nay anh có thể giúp gì được cho em nhỉ? Hôm nay em muốn đến để nhờ anh thay đổi cho em cái kiểu tóc nào trông nó mát hơn, cả nó không bị che mắt ạ. Ok. Đối với lại cái khuôn mặt cũng như là cái cách ăn mặc của em thì anh cũng đã mường tượng được trong đầu mình một cái kiểu tóc vô cùng cá tính cũng như là năng động trong mùa hè này cho em rồi. Thôi anh em mình bắt đầu luôn cho nó nóng em nhá. Ok anh. Ok. Ok, thì như đầu video mình có tư vấn cho Đức ấy, là quả đầu này mình sẽ thiết kế ra một kiểu nó năng động sáng tạo. Thì mình sẽ chọn cho bạn ấy một kiểu kiểu tóc ngày hôm nay, đó chính là kiểu roofer. Đấy, cắt kiểu layer roofer. Thì đối với cái độ dài này thì làm roofer là lý tưởng anh em nhé. Độ dài tầm này là lý tưởng. Thì cái việc đầu tiên ấy, chúng ta sẽ đi làm ấy là mình sẽ đi cắt bớt đi một chút cái phần ngọn này để cho nó bớt khô sơ. Đấy, anh em cùng nhìn mình nhìn, làm mấy cái thao tác cắt phần tốp bên trên này nhẹ qua đây một tí nhé. Thì cái việc cắt cái phần tốp bên trên này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Anh em cứ tiến hành lấy cái phần xoáy này làm cái trung tâm. Chúng ta bắt các cái tép tóc dựa theo cái điểm trung tâm này. Đó. Bắt mũi khế ra dựa theo cái điểm trung tâm chính là cái điểm xoáy này. Cắt đều toàn bộ. Chúng ta định hình cái phần tốp này trước. Cắt bớt đi cái nếp tóc cũ. Đó. Cắt bớt đi một chút cái phần tóc cũ đi. Để cho nó đỡ khô sơ. Xong bắt đầu là chúng ta thực hiện uốn kiểu mới. Thì sẽ được đẹp và nó sẽ cái sóng nó sẽ đẹp hơn. Và ở trong cái kiểu roofer này thì mình khuyên tất cả anh em là chúng ta không nên tỉa tóc nhé. Không nên tỉa cái phần trên tốp này trước khi uốn. Và để được đảm bảo được cái độ tự nhiên cũng như là độ đẹp nhất của cái kiểu roofer layer này thì khuyên anh em là mình cắt tốp trước, xong bắt đầu chúng ta đi uốn rồi mới bắt đầu đi cắt sửa lại và cắt phần xung quanh. Thì nó sẽ đảm bảo được cái độ tự nhiên nhất. Khi anh em làm theo cái quy trình đó thì tí nữa chúng ta muốn cắt cái phần này, ví dụ nó có bị xù quá đi, uốn chúng ta nó bị xù quá thì tí nữa chúng ta xử lý cái lớp bên trong này rất là dễ. Đấy, còn cái trường hợp mà chúng ta mà cắt cái phần này trước xong bắt đầu chúng ta uốn mà trong cái trường hợp nó bị xù quá lên, nó bị xù nhiều lên ấy, đầu nó như là một cái cây nấm ấy, thì lúc đấy chúng ta xử lý nó rất là khó. Đấy, đấy là cái lý do vì sao mà mình lại cắt cái phần tốp này trước xong bắt đầu chúng ta mới đi uốn rồi bắt đầu mới lại đi cắt phần khung thành cuối cùng. Ok. Ok, sau khi mà chúng ta đã xong xử lý xong phần tốp ấy thì bắt đầu là anh em sẽ chuyển qua uốn thôi. Đấy. Quy trình là cắt tốp xong bắt đầu là uốn. Thì uốn ở đây mình sẽ xin giới thiệu với anh em là cái sản phẩm uốn bên mình. Đấy, uốn Mado. Cái dòng uốn này nó cái độ pH cực kỳ cao, giống như những cái clip trước mình có giới thiệu ấy. Uốn cực kỳ cao thì hôm nay mình sẽ triển khai và cho anh em xem cái chất thuốc cũng như là cái tác dụng chuẩn của nó như thế nào anh em nhé. Đấy, thuốc uốn này, Mado và kẽm. Đấy, anh em thấy chưa, cái dạng thuốc nó sệt sệt kiểu này này. Đấy, mà cái mùi nó cũng không quá là nồng nặc lắm. Đấy, nè, thuốc này. Đấy, nó cảm giác nó đặc hơn cái Obsidian rất là nhiều nha anh em nhé. Đấy,
Vào thuốc thì anh em cứ vào toàn bộ đầu như bình thường thôi. Vào toàn bộ đầu làm sao cho nó đều. Thực ra hôm nay đây là làm kiểu này để chia sẻ cho anh em cái thuốc uống thôi, chứ còn bình thường là mình hay đổ ra những cái chai nhỏ xong bắt đầu là mình xịt thẳng lên trên cái lược ấy, mình bôi thẳng trực tiếp lên tóc của khách luôn, chứ ít khi mình đổ ra bát xong bắt đầu là lấy từ bát xong quẹt lên như này lắm, bởi vì nó phải qua một cái khâu trung gian, đó chính là cái bát ấy, thì nó sẽ tốn thuốc hơn anh em nhé. Đấy, sinh ra từ nhà nông nên là cái gì cũng phải tiết kiệm tí nhá. Trong một cửa hàng, trong một tổ chức, bất kỳ mình tiết kiệm được bất kỳ một thứ gì nhỏ nhặt nhất cũng là tiết kiệm. Nó rất là quý. Đấy, cứ vào đều dăm tắp như này giúp mình. Thậm chí nếu mà kỹ hơn đấy thì anh em tách lớp lớp ra. Bởi vì khi mình chải như này nhiều khi những cái tóc ở cái phần chân này này, phần chân này này, phần chân này nó chưa có thuốc. Nếu như chỗ nào mà chưa có thuốc thì chỗ đấy tí nó sẽ xoăn ít hơn. Đấy, nên là mình chải cho nó dàn đều ra, tránh tập trung vào ngọn. Ngọn nó nhiều thuốc quá tí nó bị xoăn nhiều, thậm chí nó còn bị cảm giác nó bị sun sun vào, nó kiểu như bị cháy ấy, là không tốt. Đấy, cứ chải đều như này này. Đấy, tách lớp ra, chải đều thôi. Này là lấy hơi quá thuốc đấy, cho anh em biểu diễn cho anh em sản phẩm xem cái sản phẩm kia mà đổ ra hơi nhiều thuốc thôi, kệ vậy, cứ ấp lên. Chứ còn thực ra ấy, dùng cái này rất là dôi, dùng sản phẩm rất là dôi. Ok, vẫn còn thừa cực kỳ nhiều này đấy, bôi một nửa mà đã ướt đẫm đầm đìa luôn này. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ đi tách từng lớp mỏng ra, bắt đầu là chúng ta thực hiện uống nha anh em nha. Rồi, thì đây nhá, mình cứ tách một cái mảng tóc nó tầm 2cm như này, và cái độ ô vuông của nó cũng là tầm 2cm nhá. Đấy, ô vuông là 2cm, độ rộng của cái mảng tóc cũng là 2cm. Đấy, cách lấy tép tóc này, cầm như này này, xoắn vào, tầm 3 vòng, 4 vòng là được. Xong bắt đầu gập cái kẽm này vào, đưa vào đây. Dập cái này vào. Đó, cuộn này. Đấy, cuộn nó căng bao nhiêu thì tí nữa sóng nó ra sẽ căng bấy nhiêu. Đó, đây là một tép. Tép thứ hai này. Đấy, làm tương tự. Cuộn vào này, cuộn này. Đấy, gập vào đây. Đấy, gấp này, tròn chưa, nhìn thấy chưa. Đấy, bắt đầu cuộn vào này. Đó, ok chưa? Cái thuốc uống này cực kỳ khỏe, nên là làm những kiểu này sướng lắm. Đấy, à, gập vào này. Đấy, uy tín là vàng. Ok chưa? Tiếp theo này, lên này. Cứ 2cm lên nhá. Đấy, 2cm này. Đấy, cuộn này. Đấy, anh em chú ý là không nên lấy cái tép tóc nó quá to nhé. Đấy, lấy cái tép tóc quá to thì tí nữa nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ xoăn sau này của tóc. Cố gắng lấy vừa phải thôi, không nên ăn thăm quá nha. Cuộn này.
Đấy, bên này nhá, bên này nếu anh em mà thích vặn ngược sang bên này thì mình đổi tay thôi. Đấy, mình đổi tay thôi. Là cái chiều của cái vòng vặn ấy, nó sẽ quay về bên này. Chỉ cần đổi tay đi là nó đã khác rồi. Này, đổi chiều này. Đấy, vặn này. Đấy, đơn giản không? Và xin nhắc anh em đấy, xin nhắc anh em là mình nên để lại một chút cái tóc này, nó còn thừa lại, để nó ôm vào cái phần đầu này, để tí nữa nó ôm vào cái phần sai này. Đấy, anh em không nên cắt cái phần, không nên uốn tất cả những cái phần này nhá. Đấy, mà lên thừa, để thừa lại tầm 1cm. Đấy, cái tóc phần sai ngoài này. Đấy, thì để tí nữa nó ôm vào, để nó nhìn nó tự nhiên, mà nó không bị xù quá. Đấy, trường hợp mà trước đây mình hay uốn tất cả những cái sợi này này, thì tí nữa uốn một phát ra, tí nữa nó xù bông, xù vét lên, nhìn nó xấu lắm. Thì sau khi mà mình làm nhiều, gặp lỗi nhiều ấy, thì bắt đầu mình để lại những cái này, thì tí nữa nhìn nó được đẹp hơn, nhìn nó tự nhiên hơn. Nhớ để lại một chút nha. Không biết Thắng với Tùng xem thì có hiểu gì không nhỉ? Đấy, thực ra ở trong cái phòng này của mình thì đang hiện tại là có 3 bạn, 3 người anh em đồng hành cùng mình và một cameraman Thành Áo. Thế nên là mình không phải là cô đơn đâu đấy nhá, anh em nhá. Tất cả các bạn nào nếu mà đang xem kênh YouTube, đang xem video này của mình ấy, thì nếu như mà thấy hay, chia sẻ nhiệt tình thì anh em hãy cho mình một tương tác cũng như là comment chia sẻ giúp mình cái video này để cho nó được lên xu hướng anh em nhá. Chia sẻ thầm kín, không bao giờ giấu giếm một cái gì hết. Thắng có câu hỏi gì đặt ra trong cái mẫu đầu này không? Đã từng tập thử chưa? Từng tập thử mẫu môn này. Chưa từng tập thử à? Tại sao thế? Thì ở quê không có mấy cái mẫu môn này. Cũng chưa biết đến. Nhưng mà chỉ xem qua. Kể cả là ở quê không có bộ môn này thì vẫn phải tập chứ nhỉ? Đúng không? Đúng. Vẫn nên tập, nên biết. Ca sĩ Thanh Tùng thì đã tập chưa? Chưa. Ngay là một bài học mới. Chuẩn đấy, ok đấy nhỉ? Vậy tí quay xong video này thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta sẽ thực hành. Tập luôn nhỉ? Tập thôi, đã thực hành làm sao được, đã thực hành với ai? Tiến hành lên tập. Cái này đầu thầy nó tập thôi. Tóc của tớ là tóc tẩy rồi, các bạn còn định hành hạ nó cái gì nữa. Đấy, ví dụ như cái hàng bên dưới này chúng ta, lúc chúng ta quấn ấy, chúng ta bẻ về cái nó theo cái hướng này. Đấy, nó theo cái hướng này này, vòng như này này. Thì những cái hàng bên trên ấy, thì nó lại theo hướng này. Đấy, nó vòng ngược ra. Tiếp theo cái hàng này thì bắt đầu chúng ta lại uốn ngược vào. Đấy, hàng tiếp theo nữa chúng ta lại uốn ngược về đằng kia. Đấy, em hiểu chưa nhỉ? Cứ mỗi một hàng chúng ta lại thay đổi cái quy tắc vặn của cái sợi kẽm đi một tí. Đấy, ví dụ như cái hàng này thì chúng ta lại bắt đầu là chúng ta vặn sang bên này. Đó. Đương nhiên là cùng một kiểu tóc, cùng một cái tên gọi, nhưng mà nó có rất nhiều cách làm. Nó còn phụ thuộc vào cái trải nghiệm cũng như là cái kinh nghiệm mà anh em đã từng làm. Đây là những cái chia sẻ gọi là mang tính tương đối. Bởi vì sau khi mà anh em đã làm, anh em đã cảm nhận ấy, thì anh em sẽ làm sao? Sẽ có những cái cách làm cũng như là cái tối ưu cho riêng bản thân mình. Chuẩn đấy, Thắng đưa màu đỏ chuẩn đấy. Không khác gì đâu, chỉ là màu sắc đấy. Khác chứ. Chuẩn đấy, cái lớp bên trong này vừa lấy là chúng ta vặn về đằng nào nhỉ Thắng nhỉ? Cái lớp xanh này, màu xanh này. Xanh nhỉ? Vặn về đằng đây đúng không? Giờ là vòng ngược lại đúng không? Đấy, màu nó phải chuẩn như thế.
Anh em nhớ nhá, cái lúc mà chúng ta kéo, chúng ta cuộn cái tóc vào cái kẽm này ấy. Chúng ta kéo mạnh thì tí nó xoăn nhiều, chúng ta kéo vừa thì tí nó xoăn ít. Tiếp theo này, cái vòng tiếp theo này, màu gì đây ạ? Màu xanh đấy. Này, vặn này, quay đầu này, vặn này, đấy. Rồi, tuột mặt rồi. Bóp chặt chặt này, quay đầu này, vặn này, đấy. Nhớ là cái khoảng cách này, cái khoảng cách cái màu xanh này này, đây này. Cho nó rộng rộng ra một tí, cái khoảng cách này này. Cho nó rộng rộng ra một tí, anh em nhìn này, rộng này, đấy, thấy không? Nó đều rộng bằng nhau này, đấy. Thì tí nữa nó không xoăn nhiều mà nó tạo ra những cái sóng rất là đẹp. Nếu như anh em mà chặt vừa chặt tay mà vừa cho nó xít vào thì tí nó xoăn tít tùm mù lên thì chết dở đấy. Không cần phải xoăn quá đâu, những cái kiểu này không cần xoăn quá đâu. Đổi này. Đấy. Và anh em nhớ giúp mình nha. Nhớ giúp mình là cái phần tóc này này, cái phần tóc thừa ra này. Anh em cũng để giúp mình là tầm 2cm. Cứ mặc định là tầm 2cm là đẹp nhất nhá. Thì tí nữa cái độ dài cái ngọn này tí nữa chúng ta còn tỉa nó đi mà. Còn tỉa nó đi. Đấy, không phải tự dưng mà chúng ta để dài ra tầm 2cm để làm gì đâu nhá. Bởi vì tí chúng ta còn phải tỉa nó đi nữa. Tỉa để nó có cái độ tự nhiên đấy, chứ còn nếu như mà để nguyên như này tí nhìn nó không khác gì một đống rơm đâu. Vòng tiếp theo màu gì đấy? Phở đỏ anh. Đấy, nhằng cái mà chúng ta đã hoàn thành gần xong rồi đấy. Vòng màu đỏ này. Cuộn này. Màu đỏ lại cuộn vào này. Màu xanh cuộn sang bên kia, màu đỏ này cuộn vào bên này. Cái phần chân chúng ta không cần phải cho nó quá dựng đứng lên làm gì đâu. Dựng vừa lên là được rồi. Đấy. Ok chưa? Chuẩn tam giác là giác tam chưa? Đấy, tam giác là giác tam. Làm vài sợi đằng sau gáy nữa là xong. Lụm tén. Thắng hiểu cái quy luật của nó chưa? Một cứ một vòng xoay vòng ngược và cách nhau tầm cách nhau tầm 2-3cm. Không phải thì thầm đâu, cái mic thu âm này nó thu được hết đấy. Các ông cứ thì thầm. Thì thầm vẫn thu được đấy. Anh em khán giả người ta nghe là người ta cười rồi đấy. Đang kể chuyện gì đấy? Kể chuyện nấu ăn với lớn. Thật là kinh khủng. Toàn các chủ tịch với nhau. Thank you.
cho cái chi rứa. Video 18 cộng à? Thành đứng về đằng trước. Ok em nhá, đây là cái thành quả nhá. Đấy, uốn cực kỳ nhanh và đơn giản thôi. Nhớ là phải để lại cái phần này nhá. Nhớ phải để lại một chút cái phần tóc xung quanh này. Đấy. Đừng tham lam. Đấy, để lại thứ nhất là mình đỡ phải uốn này. Thứ hai là tí nữa nó tự nhiên ăn khớp xuống với cái thằng này là nhìn nó đẹp. Đấy. Ok. Anh em đừng rời khỏi màn hình nhá. Tí còn phần 2 để xem đấy. Ok. Ok anh em, đây là thành quả sau khi mà chúng ta tra thuốc số 2 và chúng ta định hình cái này. Đây, tra thuốc số 2 dập định hình nhá. Đấy, nó sẽ ra cái sóng kiểu như này. Đấy. Sau khi đợi kích nhiệt tầm 30 phút, 3 đến 40 phút thì anh em sẽ dập định hình và nó sẽ được như này. Đấy, xong bắt đầu là chúng ta đi xả thôi, xả xong là xong rồi. Ok, thì đây là bắt đầu đến cái phần mà quan trọng cũng không là kém anh em nhá. Đó chính là cái phần mà mình đi cắt cái phần khung bên trong này. Đấy. Giống như là vừa nãy mình đã nói ấy, thì cái lúc đầu tiên mình sẽ uốn nó bên lớp bên ngoài thì nó sẽ chừa ra cái lớp bên trong này thì mình rất là dễ cắt. Đấy. Và cái quan trọng nhất ấy là khi mà mình uốn cái tóc ở trần trên tốp ấy thì trong cái thời gian chờ thuốc ấy mình có thể cắt được 2-3 khách tùy vào cái khả năng của anh em nhé. Rất là thoải mái và rất là tiết kiệm được thời gian. Còn đây, khi mà mình cắt cái phần xung quanh này thì đầu tiên là mình sẽ xác định được cái độ dài mình cần cắt đi là bao nhiêu. Cái nhát nhát cắt đầu tiên rất là quan trọng, kê được ngang này. Sử dụng cây lược thần thánh này và cây lược ngang này. Đấy, những phát cắt đầu tiên này. Đấy, anh em thấy chưa? Những phát cắt đầu tiên này, cây lược ngang ra. Đó. Và quan trọng ấy là quả đầu này của bạn ấy là để kiểu mu led nên là anh em phải cắt làm sao cho nó cân đối. Nghĩa là từ cái điểm đỉnh tai này bắt đầu là chúng ta sẽ thu dần nó vào để tạo được cái liên kết ở cái đoạn này. Đấy, bắt buộc là phải tạo được liên kết ở đoạn này. Thì mục đích là chúng ta sẽ thu dần vào đây. Thu dần. Đấy. Nó như kiểu là kiểu buffet ấy. Đấy, đến chỗ này ví dụ anh em nào mà không làm được ấy, không cây lược được như thế này. Chỗ này nó là cây lược ngược nó rất là khó. Đấy. Thế nên là một cái cách đơn giản ấy là anh em cứ là như thế này. Cho nó tơi tơi tóc lên. Đừng cố gắng chải xuống này làm gì nhá, mà cứ để cho nó tơi tơi lên xong bắt đầu là anh em ta đi là này. Là nó chuẩn xác nhất. Đó. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một con chấn viền. Sử dụng một con chấn viền như này. Đấy. Con chấn viền này. Alice này. Alice N này. Bắt đầu là chúng ta sẽ đi tạo nét cái khuôn viền này. Đấy. Đó, anh em nhìn thấy nó đã liên kết với nhau chưa? Đấy, nhìn nó liên kết với nhau chưa? Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta cắt cái phần gáy mù led làm sao cho nó hợp lý. Nhất là cái đoạn này, nhất là cái đoạn này. Nó cần sự liên kết cực kỳ nhiều nhé. Đó. Ok, em tắt đi. Ok, thì tương tự như cái bên kia, bên này mình làm đối xứng. Đó. Đầu tiên là mình cần phải xác định được độ dài của cái phần khung này mình cần cắt đi là bao nhiêu. Đấy. Xong bắt đầu mình lấy bên kia làm cái bản chính, bên này là mình bản sao, mình copy y xì bên kia sang bên này. Đấy, đầu tiên là xác định độ dài cần cắt. Bên kia cắt sao, bên này cắt vậy. Đó. Chỉ cần được nhát đầu thôi, làm điểm chuẩn cái là những nhát sau cực kỳ dễ. Đấy là cái cách kê lược của mình hay làm. Đó, ví dụ đến cái đoạn nối này thì chúng ta lại móc vào đây. Đấy, vê ra một tí. Đấy. Móc vào. Đấy. Xong bắt đầu là nó đi một tí. Thế là nó sẽ liên kết lại hết với nhau.
Đấy là cái mấu chốt để cắt những cái kiểu mullet xanh làm sao để nó liên kết vào nhau. Tránh bị cái tình trạng là nhìn nó bị moi nhiều quá, nó không có thiên hướng nghệ thuật ở trong đấy. Nhìn nó rất là trẻ trâu. Đó, cực kỳ dễ luôn, chỉ cần ba nhát tương đương là đã xong quả đầu này rồi. Trên đời này mình không thích cái gì bằng cái thích cái gọi là cắt mullet xanh, cực kỳ sướng luôn mà nó nhanh. Và một cái quan trọng cực kỳ là anh em muốn cây lược được ăn tóc như thế thì bắt buộc anh em sẽ phải chuẩn bị cho mình những cái cây lược thật là tốt. Ok không anh em? Có đơn giản không ạ? Đấy, cực kỳ là đơn giản luôn. Đấy, rất là dễ. Ok. Đấy, sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong cái hai cái bên khung thành này rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ xử lý nốt cái gáy này. Đấy, cái gáy này bạn đã đang có ý định bạn đã nuôi ấy, thì chúng ta sẽ nuôi nó dần ra. Nhưng mà cái đoạn này nó đang bị thừa ra rất là nhiều, thì mình bằng mắt thường mình sẽ xử lý bằng mắt thường thôi. Đấy, chúng ta qua ngay có thể nhìn vào một phát là chúng ta biết được là nó đang thừa ở đâu thì chúng ta xử lý bằng cái kéo cắt luôn. Để mà nó muốn được nó tự nhiên ấy thì bắt buộc anh em sẽ phải làm sao? Cắt dọc nhé. Cắt kiểu zig zag răng cưa ấy. Và tỉa lớp lớp ra một tí. Tách lớp ra xong bắt đầu chúng ta chuốt kéo thì sẽ được đẹp nhất. Bình thường ấy, cái dáng gáy của mình ấy là cái dáng gáy mà mình muốn cái đoạn giữa này nó sẽ bớt đi nhiều. Đấy. Thì muốn cái đoạn giữa này nó bớt đi nhiều thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách chúng ta có thể là thực hiện được. Thứ nhất là chúng ta sẽ vị chúng ta nâng mảng tóc lên như này. Đấy, cắt nó đi. Nâng mảng 90 độ cắt nó đi. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ có một cái khoảng giữa này nó ngắn đi. Đấy. Nâng lên, cắt đi. Đấy là trong cái trường hợp mà chúng ta có nhiều thời gian. Còn ví dụ như anh em không có thời gian thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta đây, lấy cái mũi kéo này và chúng ta chọc vào bắt lớp. Muốn cắt ở đoạn nào thì chúng ta chọc vào đoạn đấy và chúng ta nâng nó lên. Đấy, nhìn thấy cái điểm thừa, nhìn thấy điểm thừa là chúng ta cắt bỏ đi. Đấy, với điều kiện là cái tay lược ấy là không được rung. Đấy, lớp tiếp theo này. Đấy. Đấy, lớp tiếp theo này. Cắt kiểu này thì yêu cầu là cái tay lược cũng như là tay kéo của anh em phải cứng lên một chút xíu thì chúng ta sẽ làm nó rất là đơn giản thôi. Ok. Tắt đi. Sau khi chúng ta đã loại bỏ đi một chút cái phần độ dài của cái tóc, của cái khu giữa này rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ sử dụng một con tông cắt như này và chúng ta đi là bớt nó đi. Là bớt đi cái đoạn giữa này là nó sẽ mỏng đi, nó bớt đi. Rất đơn giản thôi.
những kiến thức của Mạnh Hùng chia sẻ thì hầu như là ai cũng có thể làm được, làm một phát được ngay luôn đấy. Chỉ cần làm sao, chỉ cần có những đồ nghề và dụng cụ giống như Mạnh Hùng là chúng ta có thể là làm được 100% đảm bảo luôn. Để chia sẻ quá chi tiết và tận tình rồi. Ok. Ok, đây là sau khi mà mình đã tỉa xong nhá, bằng tất cả những cái kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn ngành tỉa tóc ấy, anh em cứ áp dụng hết vào cái đầu này cho mình. Đấy, và đây là cái kết quả này. Đấy, anh em thấy nó đẹp chưa? Tự nhiên chưa? Đấy, chuẩn authentic nhá. Đấy, roofer chuẩn authentic. Đó. Thì cái tỉa này thì mình sẽ xin phép là che đi một tí. Đấy, nếu anh em nào mà quan tâm sâu đến cái kỹ thuật tỉa này thì anh em inbox vào Zalo trên màn hình hoặc là inbox Facebook của mình cho mình nhé. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà tạo kiểu quả đầu như này. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái sáp Bumet. Đấy, một chút Bumet và một chút clay. Cái Bumet nó sẽ nhiều hơn clay. Đấy, Bumet để cho nó bóng sợi tóc và clay thì để nó cố định cái form. Ok, hòa tan này vào, mix nó vào một tí. Đấy, xong đầu là anh em xoa đều lên. Đó, nhìn thấy chưa? Đấy, xoa nhẹ phát thành nếp luôn. Xong bắt đầu là chúng ta lấy cái tay ấy, lấy từng ngón tay một chúng ta tạo kiểu. Rất là đơn giản thôi. Đó. Thì đây là một cái góc nhỏ. Đây là một góc nhỏ của cái kiểu tóc này. Còn bên kia thì chúng ta sẽ làm tương tự là được anh em nhá. Ok.